Xin chào các quý thầy cô đến với video giới thiệu sản phẩm. Tham dự cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số cấp huyện năm 2022 lần thứ nhất. Tên thiết bị là giới thiệu một số bộ phận chính của quạt điện. Sản phẩm dự thi được thực hiện bằng phần mềm eSpring, một phần mềm chuyên dụng được dùng để soạn thảo bài giảng e-learning. Bài giảng được xuất bản chuẩn XCOM HTML5, có thể upload lên các hệ thống LMS phổ biến. Về mục tiêu giáo dục của thiết bị là tạo được hứng thú học tập, nhu cầu tìm hiểu về quạt điện trong cuộc sống, nhận biết và mô tả được các bộ phận chính của quạt điện. Đối tượng giáo dục ở đây là học sinh lớp 3, môn công nghệ. Và thiết bị dự thi của tôi gồm có 2 slide. Slide 1 là giới thiệu thông tin về sản phẩm và thông tin tác giả. Slide thứ 2 là nội dung sản phẩm. Và thiết bị này được tôi thiết kế để phục vụ cho bài dạy là bài 3 sử dụng quạt điện trong sách giáo khoa công nghệ lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Sau khi đã đọc xong thông tin thì người dùng bấm vào tiếp tục để chuyển sang slide tiếp theo. Bộ phận chính của quạt điện. Ở slide này có một hình minh họa cho chiếc quạt điện. Người dùng chỉ cần di chuyển chuột vào một bộ phận bất kỳ trên hình quạt thì bộ phận đó sẽ được đánh dấu bằng một hình ellipse với các màu khác nhau. Mời các quý thầy cô quan sát. Khi người dùng click chuột vào bộ phận đó, thì tên gọi và hình ảnh phóng to của bộ phận sẽ hiện lên, đồng thời tên gọi của bộ phận cũng được phát ra. Sau đây tôi sẽ thực hành để các quý thầy cô có thể theo dõi. Dây nguồn là để nối quạt với nguồn điện. Đế quạt giúp quạt đứng vững. Các nút điều khiển để bật, tắt, điều chỉnh tốc độ. Ngoài ra, khi tôi click chuột vào các bộ phận, thì chức năng của từng bộ phận cũng sẽ hiện lên. Đây, mình có thể quan sát được. Thân quạt gắn đế quạt với hộp động cơ, có thể điều chỉnh độ cao của quạt. Các thầy cô có thể lăn chuột để đọc thông tin. Hộp động cơ để chứa động cơ quạt. Bước năng dùng để điều chỉnh hướng gió. Cánh quạt để tạo gió. Lồng quạt để bảo vệ cánh quạt và người sử dụng. Đó là thiết bị dạy học số. Giới thiệu một số bộ phận chính của quạt điện. Rất dễ dàng sử dụng và gọn gàng, tất cả thông tin đều nằm ở trong thiết bị này. Và thiết bị này của tôi có thể thay thế cho tranh ảnh nhằm giúp giáo viên không cần phải mang theo hoặc đăng ký mượn thiết bị. Thay thế cho PowerPoint, nhiều slide cồng kềnh và phải liên tục quay về slide trang đầu.